Só pincel. Thế cái nhà này mà không để mà làm cái gì nhỉ? Sao mà sung của công quý làm cái chỗ Thanh Hảo à? Thanh Hảo không? Vâng ạ. Chị Hưng. Ô chị Hưng à? Đi đâu ấy? Dạ em đi chơi rồi. Cái này làm trường học hay là làm trường mầm non cho người ta ấy nhỉ? Sắp giờ vời vầng. Thế khoảng bao nhiêu chị tiền? Chị đâu này? Chị lên Mộc Châu có việc. Đi đâu thì đi đâu bây giờ? Em với ai đấy? Em với vợ. Vợ áo tím à? Áo tím nữa. Đâu áo vàng sau ấy. Đi đường nào đi xuống đường nào? Vào đâu em đi về bây giờ đi về mà. Hôm nay chị bảo sát đằng kia chị quay được đoạn. Thằng kia bảo đổ vào đầu bây giờ đấy cô. Mình mà quay được quả đổ vào đầu thì ngon, quả đổ sầm xuống thì ngon. Lâu sập thế nhở? Lâu mới được một nửa thôi. Bữa bê tông cốt thép có phải. Quay đến chiều, hai chị em cũng chờ đến chiều. Có chờ đến tối mới về không? Sao bây giờ mới thấy chứ? Ui, cái cục cướp thì nói là tao giật mình. Có chờ quay được đến tối. Thế kìa, đấy chưa? Đấy chưa? Tự do chưa? Đấy chưa? À! Ôi trời ơi, vào thằng máy xúc. Thằng máy xúc chết rồi. Vào thằng máy xúc rồi. Chết rồi. Có chạy cướp đi làm gì kịp. Đéo ai dám vào gần bây giờ nhá, không biết nó đổ lúc nào nhá. Sợ chưa? Thằng nào em xuống đâu rồi? Không biết nữa mà nó vừa mới quay đầu thôi. Hả? Mẹ quá nguy hiểm. Nhưng mà đừng có vào gần đấy, cái kia ấy, hiểu sợ quá thôi. Có kịp chạy không? Thằng này máy xúc kịp chạy không? Vừa chạy thấy một thằng chạy từ trong cái máy xúc đi ra.